Xin chào ngày mới quý vị khán giả miền Tây hôm nay. Ngày hôm nay thì thời tiết chúng ta sẽ cảm giác chưa đỡ nóng đâu bởi vì dự báo là ở khu vực Nam Bộ vẫn sẽ nắng nhiều và không chỉ nóng nữa mà không khí cũng sẽ khá khô. Dự báo là độ ẩm ở cả khu vực Nam Bộ phần lớn thì đều dưới 60%. Thậm chí là như tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Phú, Biên Hòa, độ ẩm khá thấp 42-48%. Trời nắng, độ ẩm lại còn thấp như thế này thì chúng ta sẽ cảm giác háo nước. Vì vậy cho nên quý vị nhớ là hãy uống thật nhiều nước. Cách dễ nhất là cứ 15 phút thì chúng ta lại uống một lượng nước vừa đủ. Ngoài ra thì có thể bổ sung nước qua một số cách khác, chẳng hạn như là chúng ta sử dụng trái cây hoặc là rau củ. Trái cây thì có thể dùng dưa hấu, cam, bưởi, nho, dâu tây, còn rau củ thì có thể sử dụng dưa leo, cần tây, vừa cung cấp nước lại vừa bổ sung một lượng vitamin và dưỡng chất cho cơ thể. Cùng với nắng khô, nhiệt độ trưa và chiều ngày hôm nay ở Nam Bộ cũng khá cao. Ở khu vực miền Tây Nam Bộ mức nhiệt phổ biến là từ 32 cho tới khoảng 33 độ C. Ở miền Đông Nam Bộ thì nóng hơn 33 đến 34 độ C. Chỉ có Vũng Tàu là mát mẻ hơn cả 31 độ C. Và đây thì cũng là mức nhiệt tại thành phố đảo Phú Quốc. Ở Phú Quốc thì sẽ có nắng cả ngày. Nhưng nhờ được bao quanh bởi bốn bề là biển cho nên bầu không khí sẽ thoáng đẳng hơn so với ở trên đất liền. Tàu thuyền mà ra vào đảo Phú Quốc hay cũng như là Côn Đảo và Nam Du, Thổ Chu dự báo là đều ít mưa, trời nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Riêng vùng biển từ Cà Mau đến Bình Thuận lưu ý là có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đồng mạnh.